cực đẹp nguyên zin mình xuất sắc. Giờ các bạn cần sát cái gì? Đã xuống sát rồi là để sát lại cho những anh em nào mà có những cái con đam mê về xe cần nguyên zin mà hàng cực đẹp thì liên hệ đây nè.
can xà beng cho các bạn ngay đó. Xe các bạn hư cái vỏ phuộc cày trụa rồi móp méo rồi, chỗ đây nguyên zin cực đẹp. Các bạn xem hết clip á thì các bạn đang chơi những cái dòng xe này thì cố gắng xem hết clip xem con xe của mình đang cần cái gì, sẽ có cái đó dành cho các bạn thôi. Cứ liên hệ là có, không phải lo. Mình đam mê mà. Đam mê thì con gì gấp mà ha. Đạp luôn. Đạp luôn luôn lún sàn luôn. Thank you.
cùi dĩa sao. Đây cùi dĩa sao đó bạn. Cùi dĩa sao. Nó hơi dơ các bạn, chà sạch. Nói chung là nguyên dinh thôi, tại vì nó dơ mình xuống sát nên mình phải rửa lại cho nó sạch sẽ chứ. Để nó dơ. Quay vlog cho cậu nữa. Giờ đang thời gian rảnh rồi chứ có việc thì làm chứ. Đây cơ. Ồ, hay. Mười. Cốt chống đứng. Nói chơi với các bạn nha. Như đây là cốt chống đứng. Ok, là cốt chống đứng mà dân chơi thứ thiệt gọi là cái đầu kẹt. Ok, biết cái đầu kẹt không? Không biết gõ Google. Chị Google tôi trả lời cho. Cái gì cũng rửa nha bạn, để dành cho các bạn, các anh em đam mê là cái gì cũng sử dụng, không bỏ sót cái gì cho. Cây này là bắt qua lóc mái các bạn, cái gấp để giữ cái lóc mái cố định vô trong cái sườn các bạn. Cái ti để bắt cái giữ cái gấp sao đúng không? Còn cái cây giữ lóc mái đâu? Cây ngắn hơn cái cây giữ cái gấp nó dài. À, cây đã bắt cái gấp giữ cái gấp dài. Cây lóc mái rồi. Để bảo vệ cái tay thắng khỏi dơ không? Ốc gì vậy? Nắp gì xăng? Thôi giờ là rửa con
cái con này là cái sườn nha các bạn. Một cái sườn nguyên zin còn cực đẹp. Sơn zin, nước sơn zin nha các bạn. Nói chung là tất cả những cái gì mình đang quay lại cho các bạn đều là zin, nguyên zin và còn cực kỳ đẹp. Và hơn thế nữa là để dành đến cho những cái anh em đam mê chơi dòng xe 50, Honda 50cc. Kênh của mình có những có các bạn đam mê là bạn vào mục Honda 50cc á, là mình sẽ quay lại tất cả các dòng từ cúp nè, mấy chiếc xe dòng 50cc của Nhật, hàng Nhật nguyên zin á, là mình đã quay trong đó này. Mà có hết, các bạn đam mê các bạn vào xem thích thì mình tiến tới để lại cho các bạn. Còn đây là nhà, đây là phụ tùng các bạn, rã con xe ra là xuống phụ tùng cho những anh em đam mê về cái dòng xe của mình đang sử dụng, bị hư cái gì á, cần cái gì á thì các bạn liên hệ thôi. Rửa sạch sẽ đây là đem trưng bày luôn, trưng lồng kính. Đây, cái này là cái gì đây, mang cá. Đây, cái mang cá này còn cực đẹp đấy các bạn. Ướp mình bộ sơn nữa các bạn. Bộ đặc biệt của bộ sơn Nhật á là từng cái mắt xích nha các bạn đều có dòng chữ DID42 OM. Các bạn thấy không, các bạn thấy không, mình đã quay kỹ rồi bạn á, ở những mắt xích nó có dòng chữ đó. Đây là sơn, này là của zin đâu nha, zin theo xe đó, nó sẽ có dòng chữ đó các bạn, DID42OM, thấy không. Dạ, ướt đây hai phụng các bạn, rửa lại sơ lại nó đẹp liền gì. Ướt đó, đây cái phuộc các bạn, gọi ta gọi là phuộc giò gà đó các bạn. Thôi giờ còn cái cục máy này nè, đây các anh em đam mê xe mà cục máy của các con xe của bạn nó xuống không, thì đây cục máy nguyên zin còn cực đẹp, ngay cái dòng tem này các bạn, đây tem đây. À, đẹp không tì vết luôn, thấy chưa? Các bạn thấy tem chưa? Không có vết trầy luôn. Dòng chữ in rất là rõ, không một vết trầy nha. Không một vết trầy cho cái cục máy này nha các bạn. Đó, không một vết trầy. Đó, chi tiết chưa rửa các bạn, rửa nó đẹp nữa. Hôm nào quay chi tiết về cái cục máy đó. Bình xăng con. Chữ Honda mặt in da băng đẹp mới cáo đầu lòng đẹp vết chưa mới chưa á, nhìn cái nét luôn đó quá phê trong con xe rồi. Anh em nào đam mê
dòng xe đó mà có bị hư bị gì á thì anh em liên hệ mình kênh YouTube Xe Đẹp Độc Lạ, sẽ có những món phụ tùng ok nhất. Rin đẹp độc gửi đến cho anh em. Các bạn nhớ là đồ zin mà còn cực kỳ đẹp nha các bạn, chứ không phải bán ba đồ tàu lao với lao nha, không đồ Trung Quốc, tuyệt đối không có Trung Quốc, và không bán ba đồ dạng như là không đẹp. Nhớ là đẹp độc lạ sẽ gửi đến cho anh em. Ok, kênh mình là Xe Đẹp Độc Lạ, mình là Thiên Vương, mình xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi kênh mình, có những cái gì mà đẹp nhất độc nhất sẽ gửi đến cho anh em. Bye bye các bạn.